Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài luyện tập chung ha, ở trang 49 50 thì thầy đã giải cho các em tất cả bài tập rồi. Ở trong cái chương 3 về phần hình học phẳng thì thầy cũng đã quay cho các em ở bài số 8, số 9 và phần luyện tập chung rồi ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 10. Chúng ta đi nghiên cứu về tiền đề Euclid ha, Euclid và cái tính chất của hai đường thẳng song song. Như vậy thì cái tiền đề Euclid này nó nói về cái gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nha. Ok, ta sẽ đi sang ở phần 1, tiền đề Euclid về đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần hoạt động 1. Ok, rồi ta sẽ đi sang hoạt động 1. Cho trước đường thẳng A, đây các em, ở hình 3.31 này, cho trước đường thẳng A và một cái điểm M nó không nằm trên đường thẳng A, nghĩa là nằm bên ngoài này. Dùng bút chì vẽ đường thẳng B đi qua M và song song với đường thẳng A. Dùng bút chì ha. Đây, thầy không có bút chì, thầy vẽ trước cho em xem nha. Thôi thầy sẽ vẽ ra vô đây chứ không bảo vẽ trong sách các kiểu. Bình tĩnh anh em nha, do học hình phải vẽ hình này nọ, nó nhiều công đoạn. Đây, đây chính là đường thẳng A này. Một cái điểm M nằm ngoài đường thẳng A. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng B đi qua điểm M và song song với lại A bằng bút chì. Đây, do không có bút chì nên thầy vẽ bút mực nha các em nha. Dùng bút màu vẽ đường thẳng C đi qua M và song song với đường thẳng A. Thì chắc chắn là các em thấy có còn cái đường nào ngoài cái đường thẳng thẳng B nào không? Nghĩa là nếu em vẽ một đường thẳng C thì nó sẽ nằm chồng lên đường thẳng B này. Nghĩa là các em nhìn này, coi thầy để thuốc, nếu thầy để như này không song song với A này, hoặc là thầy để như này không song song với A này, chứng tỏ nó chỉ có thể nằm chồng lên như này thôi. Đây, dùng bút chì màu đó, nghĩa là thầy sẽ vẽ chồng lên đây. Giả sử bên đây là đường thẳng C đấy. Được chưa? Em có nhận xét gì về vị trí của hai đường thẳng B và C? Như vậy thì vị trí của đường thẳng B và C thì nó sẽ trùng nhau, nó chỉ có một đường duy nhất thôi. Nghĩa là theo cái tiền đề clip người ta kết luận là gì? Nó chỉ có một đường thẳng duy nhất đi qua một điểm cho trước và đồng thời song song với cái đường thẳng A này thôi, một đường duy nhất. Như vậy thì cái vị trí của hai đường thẳng B và C thì ta thấy là đường thẳng B và C trùng nhau, nằm chồng lên nhau, nghĩa là trùng nhau. Các em hiểu chưa nào? Đó, xong, đây là vị trí. Rồi, chúng ta thừa nhận tính chất sau mang tên tiền đề Euclid. Chúng ta ghi thầy cái phần này vào trong vở nha. Và một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó, được chưa nào? Chỉ có một thôi, một và chỉ một thôi, chứ không có tìm ra được cái đường thứ hai anh em nhé. Nghĩa là qua một cái đường thẳng A cho trước và một điểm M nằm ngoài đường thẳng A thì chúng ta chỉ vẽ được một đường thẳng, một và chỉ một đường thẳng đi qua M và song song với A, một và chỉ một thôi nha. Đó chính là nội dung của tiền đề clip. Về phần nhận xét, ở trong hình 3.32, nếu điểm M nằm ngoài đường thẳng A thì đường thẳng B đi qua M và song song với A là, nhớ là duy nhất. Duy nhất nghĩa là một và chỉ một nó mình là thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà tìm được cái đường thứ hai mà vừa thỏa mãn điều kiện là đi qua M và song song với A cả, chỉ có một thôi. Hiểu chưa? Về phần ví dụ 1. Cho hai đường thẳng A và B song song với nhau, nghĩa là hai này ta đã cho sẵn song song rồi này. Hãy sử dụng tiền đề clip giải thích vì sao một đường thẳng C cắt đường thẳng A thì sẽ cắt đường thẳng B. Thì bây giờ ở bên đây người ta đã giải cho em rồi. Xem ở trang 52 nha. Đây em, người ta đã giải cho em ở bên đây rồi này. Về phần chú ý, từ tiền đề Euclid ta suy ra được, nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng cắt đường thẳng còn lại. Đấy chưa nào? Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó sẽ cắt đường thẳng còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang luyện tập 1. Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng với nội dung tiền đề Euclid? Đúng em nha, đúng nhưng mà sai.
cho điểm M nằm ngoài đường thẳng A, đường thẳng đi qua M và song song với A là duy nhất. Chứng tỏ cái này đúng hay sai các em? Cái này chắc chắn là đúng thôi. Đúng thì ký bằng chữ D nha. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng ra trước. Cái này sai nè. Coi thử vị hình minh họa này. Nếu mà có một đường thẳng ra trước đi, dù thầy có đường thẳng A đi, thì nó có vô số đường song song với đường thẳng A này ra trước. Đây B này, C này, D này. Đó. Vì nó có vô số đường chứ không thể nào là một đường duy nhất được. Như vậy chứng tỏ thằng này là sai. Ở đây chúng ta có thể giải thích là nó có vô số đường nha, chứ không phải có duy nhất một đường đâu. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng A có ít nhất một đường thẳng song song với A. Ít nhất là sai rồi. Nó duy nhất cho ít nhất là sai. Nếu mà người ta nói ít nhất nghĩa là số nhiều, nghĩa là có thể là 2 hoặc 3 hoặc 4 rồi, chứng tỏ là cái này sai. Đúng không? Cái này sai. Chứng tỏ chỉ có cái phát biểu 1 này là đúng chính xác, còn 2 với 3 là sai nha. Như vậy thì chúng ta đã nắm được cái nội dung của tiền đề clip rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở phần 2, tính chất của hai đường thẳng song song nha. Ta đi sang phần 2 nhé, tính chất của hai đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần tính chất này. Trước khi đi sang tính chất, chúng ta sẽ có hoạt động 2. Vẽ hai đường thẳng A và B song song với nhau, hai này song song rồi nha. Kể đường thẳng C, các đường thẳng B với lại A, tại hai vị trí, hai cái điểm B với lại A ở đây. Em hãy đo một cặp góc soli trong rồi rút ra nhận xét. Bây giờ chúng ta sẽ ký hiệu nha. Soli trong thì đây, bây giờ các em nhìn này. Vị trí ở B hình chữ Z. Ở vị trí này và vị trí này. Ví dụ ta ký hiệu đây là A1 và đây là B2 đi. Ví dụ thế. Thì cái anh A1 này sẽ bằng với B2. Được không nào? Bây giờ chúng ta thử đo thử góc này bằng bao nhiêu độ em nhé. Đo thử này. Đo góc thì ta biết rồi. Cái này thì có thể là tầm cái đường này nó ngoài 50 một xíu, khoảng 52 độ ha. Cái góc A1 khoảng 52 độ. Các em ạ. Thầy đo trên hình là góc A1. Góc A1 sẽ bằng góc B2 bằng 52 độ. Đây là soi lê trong này. B. Em hãy đo một cặp góc đồng vị rồi rút ra kết luận. Nhớ là đồng vị cũng bằng nhau mà soi lê trong bằng nhau luôn. Như là góc A1. Ở đây chúng ta ký hiệu ở đây là góc B1 ở đây đây. A1 với B1 này đồng vị này. Cũng bằng 52 độ. Ha. Ta có A1 bằng B1 cũng bằng 52 độ đồng vị. Được không? Đơn giản dễ hiểu. Tóm lại, chúng ta sẽ có tính chất như sau. Sử dụng tiền đề clip, người ta suy ra tính chất sau này. Nếu một đường thẳng mà cắt hai đường thẳng song song thì trong đó nó sẽ có gì? Hai góc soli trong bằng nhau. Soli trong thì nó có hai cặp nhé. Vị trí thứ nhất soli trong này hoặc là vị trí này và vị trí này nó cũng bằng nhau. Soli trong hình chữ Z ngược. Đồng vị thì có mấy vị trí? Có bốn cặp. Ha. Ví dụ A1, B1, ở đây là A2, ở đây là đánh vị trí số 3 đi, B3 đi. Ha. Thường là thầy đánh là 1, 2, 3, 4 thì đây là 1, 2, 3, 4. Kiểu thế. Nó có bốn cặp bằng nhau. Nhớ chưa? Thì phần này chúng ta sẽ ghi vào trong vở thành. Tính chất này rất quan trọng này. Ok. Hai góc soi trong bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau. Nhưng mà ở điều kiện bằng nhau ở đây, các em nhớ là cái đường thẳng A và đường thẳng B này nó phải song song với nhau anh em nhé. Phải song song với nhau thì các em suy ra mấy cái này bằng nhau được. Cho nên chưa song song thì cũng thể là suy ra bằng nhau được nha. Là sai đó. Ok. Hoặc ngược lại thì trong cái phần mà dấu hiệu về hai đường thẳng song song thì nếu em chứng minh được hai góc soi trong bằng nhau thì em suy ra hai cái anh A với B này song song với nhau, hoặc là hai góc đồng vị này bằng nhau, suy ra A B này song song với nhau thì chứng tỏ cái tính chất này là tính chất ngược của phần dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song mà chúng ta được học ở cái bài số 9. Đúng chưa? Về phần ví dụ 2,
Về phần ví dụ 2 em, thì ở đây ta cho cái hình này rồi, biết cái hàng này song song, góc BEI, BEI đây 50 độ, tính các góc ABX phẩy đâu rồi, ABX phẩy đây, góc này, thằng này với thằng này vị trí gì, so lên trong, mà hai thằng này bằng nhau, chứng tỏ đây 50 thì thằng này cũng sẽ 50. Góc Y phẩy BZ phẩy, Y phẩy BZ phẩy, hai thằng này với thằng này là như nào với nhau, đối đỉnh này, thằng này với thằng này đối đỉnh là một cách. Cách thứ hai là thằng này với thằng này là đồng vị, có hiểu không? Cái góc A ở đây với góc B ở vị trí này là đồng vị này, cũng bằng 50 độ. Hoặc em không thích đồng vị thì em sử dụng đối đỉnh cũng được, góc này là góc này đối đỉnh, hiểu không? Hiểu như nào đấy, có hai cách như vậy là nhanh nhất. Trong đây chắc chắn là người ta sẽ sử dụng đồng vị này để áp dụng tính chất nha. Giờ thầy sẽ làm cho em cái phần luyện tập 2 này nha em nha. Phần luyện tập 2, ta có luyện tập 2 em. Cho cái hình 3.36, ở đây có hai câu, thầy làm câu 1 trước. Biết cái MN này nó sẽ song song với nhau, MN song song BC đúng không, góc ABC đây, hãy tính số đo cái góc BMN. BMN là góc này đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái góc BMN nó vị trí là gì nè. Nếu mà các em nhìn ở đây ấy, thì chúng ta chả phát hiện nó vị trí gì cả. Nếu nó chính xác thì góc M này với góc B này là hai góc trong cùng phía này. Góc M này, góc M ở đây này, và góc B này là hai góc trong cùng phía thì bù nhau, nghĩa là tổng số đo góc này cộng góc này là bằng 180 độ trong cùng phía. Nhưng mà chúng ta rất là ít sử dụng cái trong cùng phía nên ta sẽ sử dụng cái cách này hay hơn này. Cái góc B đây bằng 60 độ thì chúng ta sẽ, nó sẽ bằng với góc này cũng là 60 độ, tại vì góc M vị trí này mà góc B đây là đồng vị. Góc này 60 thì góc ở phía trên này cũng 60, mà góc M trên đây với góc M dưới đây là hai góc kề bù, nên ta lấy 180 độ trừ cho 60 độ thì ra góc này là bằng 120 độ này, đúng chưa? Rồi ta sử dụng theo cách đó nha, khỏi sử dụng trong vùng phía. Các bạn có thể sử dụng trong vùng phía vẫn đúng nha em nha, chứ không phải là sai. Đây em ghi là vì MN song song với lại là BC nên chúng ta có cái góc AMN, AMN sẽ bằng với góc ABC sẽ bằng 60 độ. Ở đây game ghi thì là đồng vị, đồng vị, hiểu chưa nào? Trong khi đó chúng ta thấy là hai góc này, góc AMN và góc BMN là hai góc kề bù, vì AMN và BMN kề bù nên ta có góc AMN cộng góc BMN sẽ bằng 180 độ. Mục đích ta đi tính là tính góc BMN là góc này, chứng tỏ chúng ta có BMN sẽ bằng 180 độ trừ cho góc AMN sẽ bằng 180 độ trừ đi cho 60 độ thì sẽ bằng 120 độ. Xong. Ok, người ta yêu cầu em tính góc này, ACB. ACB là góc C ở đây. Góc C ở đây. Như vậy thì chúng ta cũng làm tương tự. Ta cũng làm tương tự giống như ở phía bên kia. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm ngược. Làm ngược là gì? Bây giờ ở đây ta có 150 thì góc 150 này với góc này này. Góc N ở đây và góc N ở đây là hai góc kề bù. Ở đây 150 thì chứng tỏ chúng ta tính ra cái góc này sẽ là bao nhiêu? 30. Góc này 30 thì suy ra góc này 30, tại vì hai này là đồng vị. Hai thằng này kề bù. Hai này kề bù này. Còn góc này và góc này là đồng vị bằng nhau. Hiểu chưa? Ta có đây. Vì góc ANM, góc ANM và cái góc CNM kề bù, ta có ANM, mục đích ta đi tính ANM ha, cộng CNM, nhớ kề bù thì tổng số đo của nó là bằng 180 độ.
Nên từ đây chúng ta suy ra cái góc ANM sẽ bằng 180 độ trừ đi cho CMN sẽ bằng 180 độ trừ đây cho bao nhiêu? CM đấy, C đây là CNM chứ. DN nghe. Xin lỗi nhé. Mày ngồm sai cho đây. Đây là N nghe. CNM chứ. Đây chữ N nhá. CNM này sẽ bằng 150 trừ 150 thì sửa chỗ này luôn. Là bằng 30 độ. Được không nào? Đấy. Nên từ đây chúng ta sẽ tính được cái góc này. Góc này và góc này vị trí đồng vị. Khi đó từ đó chúng ta suy ra góc ACB sẽ bằng góc ANM. Từ đây chúng ta suy ra cái góc ACB sẽ bằng góc ANM và bằng 30 độ. Ở đây là cái mở ngoặc ra đồng vị là xong. Ok. Giáo viên sẽ hiểu thôi. Ghi như vậy là giáo viên đọc vô là sẽ hiểu ngay. Câu 1. Được chưa? Tiếp tục. Rồi chúng ta đi sang là câu 2. Câu 2 game. Cho cái hình 3.37 là hình này. Biết rằng xx phẩy hai này song song với nhau và thằng này vuông góc. Đúng không? Vuông góc ở đây. Tính số đo của góc ABI. ABI là tính số đo ở góc ở đây. Góc chỗ này này. Và cho biết xz phải có vuông góc với YY phải không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính chỗ này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là vì hai này song song rồi. Vì hai này song song nên ta thấy hai góc là bằng nhau em. Đó chính là góc x phải AB. Nó sẽ bằng với góc gì? ABI là góc ở đây. Đúng không? Thằng này sẽ bằng thằng này. Vì ở sau ly trống. Hiểu nhỉ? ABI là góc này, nãy thầy chấm bên đây. Sau ly trống thì thằng này 90 độ thì thằng này sẽ 90 độ. Câu 2 này. Vì xx phẩy song song với yy phẩy nên ta có là xAB. X phẩy AB sẽ bằng là ABI sẽ bằng 90 độ. Đây là cái so ly trong. Đúng không? So ly trong. Như vậy thì khi nó bằng 90 độ thì mà đã 90 độ đây thì chắc chắn thằng Z phẩy nó sẽ vuông góc cái gì? Y phẩy tại tại B này. Từ đây chúng ta suy ra là z phẩy sẽ vuông góc với lại y phẩy tại đâu? Tại B. Xong. Dạ. Rồi ok. Về phần nhận xét cũng khá là quan trọng, ta cũng không được phép bỏ qua ở phần này. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng sẽ vuông góc với đường thẳng kia. Khi có nhận xét này rồi, chúng ta không cần phải chứng minh gì cả, cứ thế mà lấy chung thôi. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau, nghĩa là ba thằng này sẽ như nào, sẽ song song từng đôi một với nhau. Ok, ghi giùm thầy nhận xét này vào trong vở, vẽ hình này vô. Ở cái nhận xét thứ nhất thì em vẽ em thầy hình này vô, nhận xét thứ hai thì vẽ hình này vô. Ok nha. Nhận xét thứ nhất thì vẽ hình 3.37 vô, nhận xét thứ hai thì vẽ hình 3.38 vô. Rồi về phần bài tập đây em. Em nhìn thấy hai bài này trước. Rồi phía bên đây là nghe. Tới 7 bài ha. 7 bài. 3.19. Ba chấm hai mươi. Ba chấm hai mốt. Ba chấm hai hai và 23. Rồi về phần là em có biết ta đọc về cái tiểu sử của cái ông tiên đề Euclid.
Được chưa? Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok.